Em ơi, xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng vơi đi. Hết rồi ngày chia ly, cho tình xuân vừa ý. Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Thế là những ngày tháng 12 đang trôi về những ngày cuối tháng, để chúng ta sẵn sàng chào đón một năm mới đầy niềm tin và hy vọng, năm 2023. Và trong cái ngày chào năm mới đó, chúng ta sẽ gặp nhau ở tại May Sài Gòn với show diễn của Út Gò Công tại số 62 Trần Quang Khải hay cả nhà. Như thường lệ, tin chi tiết sẽ được vào kênh Hồ Văn Cường Official để chúng ta xem qua lượt view của các bài hát mà up trên kênh Hồ Văn Cường Official như thế nào ha cả nhà. Và đây, kênh Hồ Văn Cường Official nha cả nhà. Kênh có tích xám. Rồi, mọi người hãy ủng hộ con trai quốc dân nha, sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường. Rồi đây, bài Thương Người Nông Dân thì sáng nay 729.000 lượt rồi nha cả nhà. Còn 270.000 lượt nữa sẽ được triệu view, mà hôm nay là 22 rồi. Còn 9 ngày nữa nha cả nhà, 9 ngày nữa sẽ tới show 1 tháng 1. Và tiếp theo là bài Tiếng Hát Chim Đa Đa thì 523.000 lượt. Tình Thắm Duyên Quê 670.000 lượt. Mấy Nhịp Cầu Tre 848.000 lượt. Cả nhà cố gắng thúc đẩy bài Mấy Nhịp Cầu Tre này lên 1 triệu view nha cả nhà. Bài này thì hiện nay là còn 250.000 nữa, 250.000 lượt nữa. Rất là mong mọi người ý nhầm 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 cả nhà ơi, 150.000 lượt nữa nha cả nhà, nhầm nhầm. Rồi, đó là thông tin mà Xuân Mỹ muốn điểm qua theo cái lượt view của kênh Hồ Văn Cường Official nha cả nhà. Bài Thương Người Nông Dân. Và mong là mọi người hãy ủng hộ kênh của cậu Út Gò Công. Đây, tiếp tục vận động mọi người đăng ký kênh nha cả nhà. Đăng ký kênh để tăng lên, chừng nào mà bằng với cái kênh ba trăm mấy chục ngàn sub mà người ta đã xóa đi trước đây. Cái kênh đó là rất là nổi tiếng, và với những cái bài hit của Cường, làm nên tên tuổi của Cường, trong đó có bài Bà Năm, Trà Vinh Miền Đất Phúc cả nhà, Bỏ Quê, Đêm Mưa Nhớ Mẹ, vân vân. Tất cả những bài hát đó Cường hát rất là da diết, đã ăn sâu vào trái tim của từng khán giả xa gần rồi. Bây giờ thì những bài hát đó đã được phối mới, và bài Bà Năm thì như chúng ta biết là đã đạt 1 triệu view sau lượt thứ hai. Bài bài Bà Năm lượt đầu thì cũng triệu view rồi cả nhà. Đây, mình xem video của con ha. Xem video bài Bà Năm. Nè, bài Bà Năm 1 triệu view cả nhà. Đó, 1 triệu mốt đó. Bài Bà Năm up 10 tháng, tức là 10 tháng trước thì 1 triệu mốt, 10 tháng sau thì tiếp tục up thì được 1 triệu nữa ha cả nhà. Mong là cả nhà mình tiếp tục ủng hộ kênh này, nghe nhạc để tăng view cho con nha cả nhà. Hồ Văn Cường Official đây đó. Rồi, tin tức sẽ được chuyển sang trang Đại học Hoa Sen. Hôm nay thì 22 tháng 12 rồi, chiều nay sẽ có một cái chương trình chung kết. Đây, chung kết hùng biện, cuộc thi tranh biện thưởng thức có trách nhiệm vì ai đó cần bạn, tức là cuộc thi đã có top 6, 6 đội thi xuất sắc lộ diện, và tại vòng cuối cùng là vòng thi gay go nhất, những phần thể hiện quan điểm và tranh biện sẽ còn hấp dẫn máu lửa hẹn tại một tạo nên một gala chung kết bùng nổ, và đặc biệt là có sự góp mặt của khách mời host Phương Nam từ Sài Gòn Tiếu, và sẽ đồng hành xuyên suốt gala chung kết, và tài năng diễn xuất của dẫn dắt rất là nhiệt huyết vui vẻ Phương Nam thì được các bạn Gen Z biết đến ngày một rộng rãi hơn. Rồi, đội nào sẽ tranh được ngôi vị cao nhất, là lỗi tại bia hay lỗi tại người uống bia? Câu trả lời sẽ có mặt trong gala chiều nay tại phim trường Duroc Studio phòng 204 lầu 2,
Đại học Hoa Sen số 8 Nguyễn Văn Trán nha, thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ 30 nè cả nhà. Chiều nay sẽ diễn ra đêm chung chương trình chung kết, gala chung kết, và đây là những cái gương gương mặt của các đội thi nè. Đội Random, đội 3T, đội Call to Action, đội Enjoy, và người dẫn chương trình. Thưởng thức có trách nhiệm vì ai đó cần bạn là lỗi tại bia hay lỗi tại người uống bia? Liên quan tới bia thì hồi nữa Xuân Mỹ cũng có một cái tin an ninh trật tự sẽ gửi đến quý khán giả. Quý khán giả hãy tiếp tục xem video, đừng bỏ lỡ cái tin tức quan trọng nhé cả nhà. Rồi bây giờ Xuân Mỹ xin chuyển sang một cái video vui nhộn. Còn 2 ngày nữa chúng ta sẽ đến Noel vào thứ đặc 7 tuần này, thì Đại học Hoa Sen cũng Last Christmas I gave you my heart, but the way next day you give anh quay. This year to save me from tea, I give to you someone special. Bài Last Christmas đó cả nhà. Xuân Mỹ hát dở lắm, Xuân Mỹ giống như đọc rap, nhưng mà bài đó thì hát rất là hay. Nó là một cái ca khúc bất hủ rồi. Các bạn sinh viên Hoa Sen với những điệu nhảy chào mừng Giáng sinh, xin mời cả nhà cùng xem. Vì nó có âm nhạc nữa cho nên là Xuân Mỹ chỉ cho cả nhà xem những điệu nhảy thôi ha. Dancing Queen đó. Để chúng ta hào hứng chút xíu, tăng không khí hào hứng chút xíu, thì chúng ta xem các bạn ấy múa cả nhà. Do nó có bản quyền âm nhạc của bài Last Christmas nữa cho nên là Xuân Mỹ không có mở nhạc nha cả nhà. Cài cài tuần lộc. Rồi, cả nhà ơi, đó là những cái hình ảnh vui nhộn dễ thương của sinh viên Đại học Hoa Sen. Xuân Mỹ xin gửi đến quý khán giả như vậy. Và bây giờ thì tin tức sẽ được chuyển sang trang Đại gia đình Ngọc Sơn. Tối nay anh Ngọc Sơn sẽ có làm giám khảo cái chương trình Bolero, chung kết Bolero. Đêm chung kết sẽ vô cùng hào hứng cả nhà. Đêm chung kết sẽ vô cùng hào hứng vì có rất nhiều giọng ca hay. Ngọc Sơn cố gắng hết sức mình để chọn ra những gương mặt sáng giá. Đã vào chung kết thì ai cũng xứng đáng, thả tim. Hẹn gặp cả nhà. Hẹn gặp thí sinh Bolero Thailand 19:30 đêm nay tại nhà hát Nguyễn Hiển Vinh, Đà Nẵng nhé. Rồi anh ba sẽ tiếp tục làm giám khảo của đêm chung kết Bolero. Danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, ông Hoàng Nhạc Sến hay cả nhà. Với danh xưng là ông Hoàng Nhạc Sến đây. Của công ty Star World tổ chức, Star World Entertainment. Rồi ai ở Đà Nẵng thì đến nhà hát Nguyễn Hiển Vinh ủng hộ anh Sơn nha cả nhà, xem chương trình văn nghệ. Rồi thông tin sẽ được chuyển sang trang Hồ Văn Cường Fan Club. Trang Hồ Văn Cường Fan Club thì cũng giữ hình ảnh của cậu Út Gò Công, người nông dân Út Cường đó. Anh này hôm qua Xuân Mỹ có cho cả nhà xem rồi, cũng chưa có thông tin gì mới. Trên các bạn fan club thì cũng chưa có thông tin gì mới liên quan đến họp mặt tất niên nha cả nhà. Khi nào có chi tiết Xuân Mỹ sẽ gửi cho cả nhà xem. Và bây giờ thì Xuân Mỹ sang May Sài Gòn trước cái đã. May Sài Gòn để cho cả nhà chúng ta nhớ là chúng ta có cái lịch 1 tháng 1 chào năm mới.
Đó, chào năm mới ở tại 62 Trần Quang Khải, show riêng của Cường. Danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn là khách mời và 62 Trần Quang Khải nha cả nhà, tòa nhà EMC. Ai mà đi show 6 tháng 8 vừa rồi thì sẽ nhớ. Đó, lên tầng 12B. Khi mà nói tới cái tòa nhà này, Xuân Mỹ nhớ cái anh YouTuber tình người nhân gian á cả nhà, một người tốt vắng số. Anh đã đến đây livestream và quay cái khuôn viên rạp 62 Trần Quang Khải cho mọi người coi đó cả nhà, nhớ không? Rồi, có một chị khán giả bảo là khi anh cũng được tặng vé khi anh đến xem show nửa chừng thì anh nhức đầu và ra về, và sau đó là bệnh của anh càng ngày càng chuyển nặng, và anh đã về với Chúa ha cả nhà. Chúa đã gọi anh về với Chúa. Tấm lòng của anh tình người nhân gian thì sẽ fan fan của Cường xa gần chắc chắn sẽ không quên. Đó. Trên đời này thì có rất là nhiều người tốt như cả nhà. Trên đời này, xã hội này 8 tỷ người mà, thì người này xấu thì chắc chắn sẽ còn những cái người tốt khác. Không bao giờ xã hội là nó tối hết cả nhà. Lúc nào nó cũng có màu màu hồng, màu vàng, màu đỏ. Và 1 tháng 1 là năm mới, Happy New Year, cho nên chúng ta phải vui và chào mừng cái sắc đỏ của năm mới. Rồi, bây giờ thì Xuân Mỹ xin khoe, cũng 1 tháng 1, Xuân Mỹ xin vào trang Hồ Văn Cường Xanh Độc Chúa Miền Nam để khoe quà. Các cái chị nhận nhận bó hoa tiền cho fan xa gần. Đây, chị ấy vừa mới khoe. Giờ mình zoom lên mình xem coi. Nó hơi nhỏ cả nhà ơi, không có đọc được. Nhưng mà Xuân Mỹ khoe cái này từng bó thì Xuân Mỹ cũng đã có khoe với cả nhà, nhưng bây giờ chị ấy đã tổng hợp nè, mình đếm coi bao nhiêu bó cả nhà. Một, để mình lấy cái viết mình đếm coi ha. Một bó nè, hai bó nè, ba bó nè, bốn bó nè, năm bó nè, sáu bó nè, bảy bó nè, tám bó nè. Đó. Số đẹp, số 8 là số phát nha cả nhà. Số 8 là số phát, rất là đẹp. Cảm ơn Mạnh Thường Quân xa gần. Cảm ơn Mạnh Thường Quân xa gần đã dành tấm lòng và những cái phần quà, những cái bó hoa tiền như thế này gửi đến tặng cho cụ Gò Công. Chúng ta dù ở xa hay ở gần đều dõi theo cụ Út Gò Công. Gò Công, ai mà có thời gian thì sắp xếp thì đi show ủng hộ con, ai không có thời gian thì nghe nhạc. Và những cái món quà tuy là không không trực tiếp đến show nhưng khán giả xa gần vẫn gửi về cho Cường, dành tặng cho Cường những cái tấm lòng cao đẹp như thế này. Đó là một cái niềm hạnh phúc lớn nhất mà Cường nhận được. À, ở dưới này 8 bó nha cả nhà, còn trên này nữa có thêm một cái dòng nữa nè. Cả nhà thấy không? Thấy một cái dòng không? Đó, thêm một cái dòng nguyệt quế nữa. Có một cái dòng nguyệt quế nữa ha cả nhà. Đó. Rất là vui. Đó. Trong cuộc sống thì chỉ như vậy thôi chứ quan tâm gì nhiều điều đúng không cả nhà? Quan tâm gì nhiều điều, quan tâm tới những niềm vui và để tâm đến những cái món quà vui như thế này, và để tâm đến những cái nụ cười chính của cậu Út Gò Công thôi, chứ quan tâm gì nhiều đúng không cả nhà. Đó. Rồi một lần nữa thì xin cảm ơn các mạnh thường quân xa gần, và cũng trên này có một anh khán giả cả nhà nhớ không, đây đây ảnh sáng tác bài thơ mà những cái chữ đầu nó sẽ ghép lại thành những cái câu thơ nữa. Khán giả này khác nha cả nhà. Khán giả này là có nickname là Lê Lê với cái bài Thương Người Nông Dân, và Xuân Mỹ xin đọc cho cả nhà nghe ha. Rạng rạng thắm mặt trời tươi cười thức sáng, sương lấp lánh chực bình minh, bội gánh triểu quằn măng gót chậm thu tầm mắt mãi hướng chân trời, nông gia cày xới mồ hôi xuống, dân vén tay lùa lúa mạ lên, trẻ non nõn chuối nghiêng mình nhạt
Hòa gió rì rầm tựa lời ca, xanh lam mây trắng đưa năm cũ, vườn tràm vàng nở rước xuân về. Chuối cười khúc khích ra mở cửa, đón đầu năm đỏ ngọt màu dưa, nồng nàn hương vị sen trà bánh, xuân dành hạnh phúc lượng bay diều. Tưng cao quả bóng mơ hy vọng, bừng dậy niềm tin mộng thanh vân. Niên thiên trân quý bông lúa mới, ước vọng trời ban thuận mùa vàng. Ngày mai tươi sáng nông dân Việt, sum vầy no ấm rạng nơi nơi. Họp mặt nâng niu nhành mai nở, tầm vương sợi nối kết muôn nhà. Tơ hòa nhịp thở xanh vườn chuối, minh tâm đồng hướng dưỡng nông dân. Kết hoa trao gửi thay lời dặn, vạn khó chung lòng vạn khó tan. Thân cường bền chí luôn vươn tới, tình thắm vạn nhà mãi thêm con. Tác giả Ngọc Thọ Nguyễn. À, bạn Lê Lê này đăng bài của Ngọc Thọ Nguyễn. À, rồi, Ngọc Thọ Nguyễn là một fan của Cường ở ở Úc đó cả nhà. Và những cái chữ đầu sẽ kết thành những cái câu thơ khác nữa nè cả nhà. Rạng sáng bội thu nông dân trẻ, hòa xanh rừng chuối đón nồng xuân. Tưng bừng niên ước ngày sum họp, tầm tơ mình kết vạn thân tình. Cả nhà là nói về cái nông dân trẻ là anh là cụ Gò Công đó nha cả nhà, và rừng xanh chuối đó. Bài thơ rất là hay. À, Xuân Mỹ xin đọc như vậy để cho cả nhà. À, bạn ấy xe về đúng rồi nè, của Ngọc Thọ Nguyễn. À, rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển sang trang Hồ Văn Cường. Chưa chưa phòng trà Bến Thành để nhắc mọi người chúng ta đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ, lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vớt tình khắc trên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Vẫn chờ nghe cả nhà xanh chuối, fan Cường xa gần vẫn chờ tới show sau 1 tháng 1 thì tới show 12 tháng 1. Show 12 tháng 1 là nó nhằm 20, nó rơi vào ngày thứ năm phòng trà Bến Thành. À, rơi vào ngày thứ năm và hôm đó là 21 Tết rồi nha cả nhà. À, cũng sát bên rồi, gần đưa ông Táo về trời rồi đó. À, ngày thứ bảy thì sẽ đưa ông Táo về trời, và thứ bảy tuần này cả nhà đón xem mình có cái chương trình giao lộ thời gian không nhé. Tại vì là cũng sắp rồi, sắp đến cái tuần mà cách đó rồi. Và ngày ngày mà 2 tháng 1 thì chúng ta cùng họp mặt fan. Ở địa điểm ở đâu thì FC chưa thông báo, các bạn ấy đang ráo riết tính 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 toán cả nhà sắp xếp. Xuân Mỹ hôm 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 kia Xuân Mỹ hỏi để Xuân Mỹ đóng tiền thì các bạn ấy bảo là sẽ sắp xếp thời gian, để sắp xếp cái chỗ nào, chốt cái chỗ nào rồi sẽ thông báo trên FC, là thông báo trên Facebook đó cả nhà. Rồi các bạn ấy là sẽ thông báo chi tiết là địa điểm tiệc ở đâu, thu một người bao nhiêu, đóng một người bao nhiêu ha cả nhà. Ở ngày 2 tháng 1 nó sẽ là ngày 11 tháng chạp. Còn show 1 tháng 1 thì là mùng 10 tháng chạp, mùng 10 lặt lá mai ha. Đó, cả nhà ơi, ráo riết chuẩn bị tất cả mọi thứ. Út Cường thì sẽ nghỉ Tết vào ngày 25 Tết. Ngày 25 Tết thì Út Cường sẽ nghỉ Tết, và ngày 29 Tết là hết ngày mùng 8, là mùng 9 bạn ấy đi học trở lại. Đó, cả nhà lịch nghỉ Tết là vậy. Năm nay Cường sẽ có một cái kỳ nghỉ Tết dài bên gia đình. Rồi, cả nhà nhớ ha, đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Xuân Mỹ xin tặng cho cả nhà một bài thơ nữa, đọc tặng cho cả nhà bài thơ nữa của bà ngoại Thùy Mai Nguyễn trên trang đăng trên trang thơ Hồ Văn Cường xanh đột chuối ba miền nè. Đó. Cả nhà. Rồi. Thích quá đi nhìn lại một năm niềm vui ngoài mong đợi. Xuân Mỹ xin đọc cho cả nhà. Một năm với bấy nhiêu ngày mà xô dày đặc mỗi ngày nhiều hơn,
Tổng kết một năm mừng rơn, con đạt kết quả còn hơn mong chờ. Sang năm ta lại từng giờ cố gắng để đạt giấc mơ của mình. Lời ca tiếng hát trữ tình, con càng trao chuốt lời bình nên thơ. Cả nhà xanh chuối từ xưa, nay cùng họp lại cho vừa xanh hơn. Yêu nhau hòa quyện lòng son, như tòa thành cổ cho con vững bền. Sài Gòn 22 tháng 12, Nguyễn Thị Thì Mai. Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúc các chú bộ đội luôn dồi dào sức khỏe để giữ bình an cho cuộc sống người dân. Cả nhà, bà ngoại Thùy Mai Nguyễn thì ngày nào, hầu như ngày nào cũng có một bài thơ gửi tặng cho Út Cường và gia đình xanh chuối. Xuân Mỹ xin đọc cho cả nhà nghe như vậy. Đó là thông tin trên trang, các cái thông tin liên quan đến Cường. Như vậy là cả nhà ơi, ai mà muốn họp mặt ngày 2 tháng 1 mà không có sử dụng Facebook thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ và nhớ ghi tin nhắn là khán giả kênh Xuân Mỹ nha, để Xuân Mỹ không biết, bởi vì là Xuân Mỹ ít có tra Zalo lắm. Xuân Mỹ chỉ khi sử dụng công việc thôi, Zalo thì Xuân Mỹ ít dùng, nhưng mà số Zalo thì Xuân Mỹ sẽ chuyển tiếp kết nối cho các bạn xanh đột chuối, các bạn FC xanh đột chuối để đăng ký với cả nhà ha. Rồi đó là thông tin Cường. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin hồi nãy thì liên quan đến cái cuộc thi tranh tài hùng biện của trường đại học Hoa Sen, ai có lỗi rượu bia hay là người uống rượu bia, thì Xuân Mỹ xin cho cả nhà một cái tin đăng trên báo Thanh Niên, một cái tin hết sức con số hết sức khủng. Đây, hơn 40.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong tháng cao điểm. Có một tháng thôi nha cả nhà. Tin từ 15 tháng 1 đến 14 tháng 12, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý 266.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 500 tỷ đồng. Trong đó 40.079 trường hợp bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn. Cả nhà, cách đây năm nào cũng vậy, các cái có một số cái cơ quan truyền thông người ta thống kê á cả nhà, thì Việt Nam là một trong những cái nước mà tiêu thụ bia cao đó cả nhà, thì cũng đồng nghĩa với việc uống rượu uống bia mà lái xe thì sẽ bị phạt, và 40.000 tài xế đó thì cũng nằm trong những người đi nhậu nè. Nếu mà đã đi nhậu thì thôi mình gửi xe đi ha, mình đừng lái xe, rất là nguy hiểm cho chính mình và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Và thời gian qua thì Xuân Mỹ cũng có đưa tin những cái vụ vi phạm an toàn giao thông vì khi uống rượu lái xe rồi gây tai nạn đó cả nhà. Và gần đây nhất là có tin một thanh niên là uống rượu say rồi thấy người ta chạy trước mình, rồi nghĩ người ta lạng lách chặn đường mình đó, rồi ép xe người ta đâm người ta đó. Đó cũng vì uống rượu bia mà quá khích đó. Thần kinh nó không có kiềm chế được, quá khích. Rồi đây là hình ảnh cảnh sát giao thông phạt một trường hợp vi phạm nồng độ cồn đó. Theo tin thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý 266.002 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 500 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn 46.661 trường hợp, tạm giữ 3.479 ô tô, 66.709 mô tô, 8 phương tiện thủy. Tính riêng đường bộ, cảnh sát giao thông đã xử lý 259.624 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 475 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 46.638 trường hợp, tạm giữ 3.479 ô tô, 66.709 mô tô. Đáng chú ý, lực lượng chức năng xử lý 40.079 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 2.771 trường hợp so với tháng trước. Thật là khủng khiếp luôn. Đó cả nhà, thông tin như vậy để cả nhà thấy mình hãy cẩn trọng ha, nhất là những dịp Tết, những dịp cuối năm, hội họp tất niên liên quan, rồi mình sử dụng rượu bia, mình họp mặt mình sử dụng rượu bia rồi mình lái xe về rất là nguy hiểm. Cho nên là Xuân Mỹ mong mọi người, nhất là những người lái xe gắn máy, xe ô tô, nếu mà đã uống rượu bia thì thôi mình gửi xe mình đi Grab về cả nhà, mình đi Grab về rồi sau đó mình quay trở lại quán mình lấy xe, cái này quán người ta cũng giữ cho mình nữa. Rồi đó là tin an ninh trật tự. Trở lại kênh Hồ Văn Cường Official thì mong cả nhà hãy ủng hộ con tiếp tục nghe nhạc trên kênh này và góp phần tăng view cho kênh này với hai bài thương người nông dân mới nhất và bài mấy nhịp cầu tre cả nhà.
máy nhịp cầu tre đây, thương người nông dân nhà máy nhịp cầu tre nè đó. Rồi Xuân Mỹ xin chào tạm biệt, hẹn gặp cả nhà vào những video sau. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Like thì không mất tiền, chỉ tăng tương tác giữa Xuân Mỹ và khán giả thôi. Dù ai có nói gì, mình mỗi ngày vẫn quảng cáo kênh Hồ Văn Cường Official cho tất cả đông đảo khán giả xa gần được biết. Cho con tờ kênh của con càng ngày càng tăng sub. Những gì mà Xuân Mỹ làm thì Xuân Mỹ đã làm, mặc kệ cho ai là nói gì ha cả nhà. Xuân Mỹ vẫn là Xuân Mỹ và vẫn theo dõi, ủng hộ tin tức của cậu Gò Công và đưa tin tức cho cả nhà xa gần được biết, nhất là cô chú anh chị khán giả xa gần mà không sử dụng Facebook thì có thể vào kênh YouTube mà nghe những tin tức của Cường. Rồi xin chúc cả nhà có buổi trưa ngon miệng nha. Xin chào tạm biệt, nhớ bấm like video cho Xuân Mỹ nha cả nhà. Xin chào ạ.